Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Một số kết quả của đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020. Huyện miền núi Thường Xuân ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 5 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo miền núi giai đoạn 2013-2020. Trong những ngày đầu của năm học mới 2019-2020, chúng ta cùng nhìn lại kết quả thực hiện đề án này trong những năm gần đây. Đến nay, tổng số phòng học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông là 8.459 phòng. Trong đó, số phòng học được kiên cố hóa là 7.155 phòng, chiếm 84,6%. Số phòng học tranh tre tạm là 1.304 phòng, chiếm 15,4%. Mạng lưới trường lớp phát triển ổn định. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia lĩnh vực giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, từng bước được đầu tư theo hướng kiên cố, chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Có 333 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 51%. Tổng số cán bộ giáo viên hơn 15.000 người. Trong đó, số cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn là 14.999 người, chiếm 99,9%. Tiếp tục duy trì củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60, chiếm tỷ lệ 98,4%. Các chính sách cho học sinh sinh viên vùng dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ. Có hơn 495.000 lượt học sinh được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập với số tiền hơn 186 tỷ đồng. Có hơn 108.000 học sinh được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo với số tiền hơn 218 tỷ đồng. Công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp được triển khai từ cấp phổ thông, mô hình trường bán trú tại cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tạo điều kiện cho học sinh vùng sâu vùng xa yên tâm học tập. Chất lượng giáo dục đào tạo ở các huyện miền núi được nâng lên, có nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, các môn văn hóa cấp tỉnh. Trước năm học mới, do hoàn lưu của cơn bão số 3 và số 4, nhiều ngôi trường, điểm trường ở các huyện miền núi bị lũ cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn, đổ sập hoặc ngập lụt, đã được các cấp các ngành khẩn trương khắc phục để giáo viên và học sinh bước vào năm học mới 2019-2020. ₩1,2 tỷ đồng một hecta một vụ là lợi nhuận trung bình của người nông dân huyện miền núi Thường Xuân có được sau khi chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là thành quả đáng khích lệ giúp người nông dân nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Từ chủ trương chính sách của huyện, của tỉnh năm 2018, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Thọ Thanh đã chuyển đổi hơn 3.000 m2 đất gieo trồng hiệu quả kinh tế thấp sang đầu tư xây dựng nhà màng, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất dưa kim hoàng hậu. Chi phí đầu tư ban đầu để làm nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt, dàn treo, màng phủ lót nền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau 2 vụ thu hoạch mỗi vụ khoảng 80 ngày, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Thọ Thanh đã có lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng sau khi trừ các chi phí. Dưa kim hoàng hậu trồng trong nhà màng được chăm sóc theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt nên chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn và luôn được thị trường ưa chuộng. Cùng với trồng dưa, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Thọ Thanh còn xen canh một số loại rau củ khác để tăng thu nhập. Đối với sản phẩm nông nghiệp mà đối với Hợp tác xã Thọ Thanh nói chung và huyện Thường Xuân nói riêng thì đang là một cái bước đầu. Đối với cái đánh giá thì phải nói là với một cái nền nông nghiệp mà thực hiện về cái công nghệ cao như thế này thì đối với làm nông nghiệp thì chưa có một cái cây nào nó hiệu quả và năng suất như cây dưa vàng Lê Kim Hoàng Hậu này. Xu hướng sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đã được nông dân huyện Thường Xuân ứng dụng rộng rãi. Đến tháng 6 năm 2019, toàn huyện đã phát triển được hơn 7.200 m2 nhà lưới, nhà màng sản xuất rau củ quả an toàn tại các xã Ngọc Phụng, Thọ Thanh và thị trấn Thường Xuân. Xã Thọ Thanh hiện có hơn 4.000 m2 nhà lưới, nhà màng trồng rau củ quả an toàn và hơn 5 hectare cây ăn quả ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bên cạnh đó,
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Thọ Thanh đã liên kết với công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, trồng hơn 100 hectare mía ứng dụng kỹ thuật thâm canh cho năng suất cao. Cùng với việc tuyên truyền hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, xã Thọ Thanh đã tạo điều kiện về quỹ đất, xây dựng cơ chế phù hợp để người dân phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất. Chỉ đạo và tuyên truyền vận động nhân dân trong xã tích cực chuyển đổi mô hình kinh tế, trong đó có chuyển đổi cái mô hình về sản xuất công nghệ cao ở trên địa bàn xã, và tập trung chỉ đạo để tích tụ đất đai, dồn điền đổi thửa để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ở trên địa bàn xã, thì đã giao trực tiếp cho hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Thọ Thanh và một số hộ dân là có cái sự hỗ trợ của huyện một phần kinh phí và liên kết với công ty cổ phần mía đường Lam Sơn về vốn và hỗ trợ về khoa học kỹ thuật. Thực tế cho thấy cùng một đơn vị diện tích, nếu chuyển đổi cây trồng vật nuôi đúng hướng và ứng dụng công nghệ vào sản xuất thì lợi nhuận tăng lên nhiều lần. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ khoa học K&D có mô hình nuôi giun quế làm thức ăn chăn nuôi và phân bón cho cây trồng. Với diện tích hơn 1.300 m², sau 20 tháng xây dựng và nhân giống, hiện nay mỗi vụ nuôi, công ty xuất bán từ 10 đến 15 tấn thương phẩm giun quế. Giá thị trường hiện tại khoảng 30 triệu đồng một tấn. Sau khi trừ chi phí sản xuất và nhân công, công ty có lợi nhuận khoảng 350 đến 400 triệu đồng một năm. Một mét vuông mà trên một năm mà được khoảng 3 triệu thì đó là cao lắm. Còn kể cả thực tế như bác trồng mía 24 năm trồng mía thì cái đất đây có nghĩa làm tích cực một sào thì tốt thì là 4 tấn, mà năm thứ hai là có 3 tấn. Trừ lợi nhuận thì có nghĩa trong một hecta một năm thì mày được chục hơn chục. Mà đây cũng nếu như bác làm trên đây có hơn 2 chảo đất thì 1.300 m², trừ đường đi thì còn 1.000 này, thì một năm trừ chi phí này, thì có nghĩa bắt đầu giờ là thu hoạch thì một năm thì có kiếm được phải được 350 đến 400. Đến nay Thường Xuân đã có 3 mô hình chăn nuôi gà liên kết với công ty cổ phần nông sản Phú Gia với tổng đàn khoảng 150.000 con một lứa, và có một số mô hình nuôi bò thịt chất lượng cao tại xã Ngọc Phụng, Xuân Dương và mô hình nuôi cá lồng ứng dụng kỹ thuật mới tại xã Xuân Cẩm. Với lợi thế và tiềm năng sẵn có, huyện Thường Xuân được tỉnh, huyện triển khai nhiều chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra chuyển biến lớn trong sản xuất nông nghiệp. Thường Xuân đang quy hoạch các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao cho cây trồng vật nuôi chủ lực, đồng thời thực hiện tốt việc thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi và môi trường thông thoáng để khuyến khích kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Nếu mà nông nghiệp mà không đưa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thì chắc chắn là cái giá trị kinh tế trên một cái đơn vị diện tích thấp. Chính vì đó cho nên là huyện thì đã có một cái chính sách cũng như là có một nghị quyết 03 của Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp và nông thôn. Trong đó là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các cái diện tích mà không đảm bảo như là hai lúa thì huyện chuyển đổi sang là trồng mía có cái giá trị kinh tế cao. Cái thứ hai là chuyển đổi cái công nghệ cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nhà lưới, nhà màng như là cây dưa hoàng hậu để có một cái giá trị kinh tế cao vượt bậc so với trồng lúa và trồng các cái cây màu khác phải gấp đến 15-20 lần. Mặc dù đã thu được những kết quả nhất định, song lộ trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Thường Xuân còn nhiều khó khăn. Đó là việc xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao cần vốn đầu tư lớn, quy trình sản xuất chặt chẽ, hàm lượng tri thức cao, sản lượng cao đòi hỏi thị trường tiêu thụ lớn và ổn định. Vì vậy, huyện Thường Xuân cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để người dân cùng doanh nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đầu tư hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, huyện cần cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên liệu với bảo quản chế biến tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản Thường Xuân. Chuyên mục Nhịp sống miền Tây đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục kỳ sau.